Như xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Hiện tại thì Như với lại cha mẹ đang đi lựa tủ lạnh nè, lựa ở điện xanh. Có giảm không? Con này giảm 29 triệu mấy, giảm còn 19 triệu 990. Cái này là hiệu gì cha? Toshiba. Toshiba hả? Cái hiệu gì? Cái hiệu gì được rồi, con xài là Awa hả ta? Con đang xài cái tủ hiệu gì con quên rồi. Con nhìn xung xung đúng không? Awa. Con quên. Xung xung mấy gì á? Để con đi kiếm. Xung xung. Mua xài mà không để ý cái hiệu gì. Xung xung. Cha thích cái mẫu nào? Thích của con cái gì? Hai cánh hay bốn cánh? Cái này hai cánh hả? Hai cánh này. Đâu dở cái hai cánh này ra. Tủ con này đá bên, bên này bên. Này ngăn đá bên nè. Đá bên lạnh. Đâu con coi. Tủ như con này đang giảm gì? Wow. 30 triệu giảm 10 triệu con ha. Cái tủ này nó to dữ gì ta? Cái tủ này bao nhiêu lít vậy anh? 500 mấy. Dữ vậy hả? Tủ con nhiêu lít vậy? Con có 400 mấy à. Có thằng này có loại là 13 triệu mấy thằng nào đâu? Này, nhỏ hơn chút không? Thì coi cho xem nó trên là nhiêu không? Có không? 13 triệu mấy chắc không có. Dạ nó khoảng 15, 16 không? Bên đây, bên đây là đồng. Nếu không thì mua tủ trưng bày. Bên đây là đồng. Wow, quá trời to. Quá, quá ngà luôn. Ôi con này đi cha ơi, con thấy con này nó tiện nè. Tiện không? Giá tiện một bên đông mà một bên mát nè. Nó tiện hơn. Mát này đưa đựng đồ biết cỡ nào nói. Cái này là đựng đồ siêu khủng luôn á. Quá trời luôn coi nè. Biết bao nhiêu ngăn luôn. Cái con này giảm nhiều hả anh? Quá trời đồ luôn. Cái sức chứa của nó cũng lớn lắm. Không tới nhà. Tới đâu là? Tới ngày trong nhà trừ chỗ cầu vô nhà phẳng. Cầu tắt biển á. Một năm bảo hành. Chỗ nhà của thằng gì mà ngoài á, khỏi nhà này ngoài. Con này dữ quá vậy. 29 triệu 990 giảm 10 triệu luôn. Có xuồng nào rước. Hả? Em coi con này. Có đò kêu đò. Có đò. Trời lên con hỗ trợ phí 135.000 nha. Đúng rồi, đó vô đó thì ok. Ờ, nếu mà giao đò thì bên anh hỗ trợ phí hả? Không, tức là cái cọc tắt biển với thuê đò đây bên anh. À, thuê đò tự em chở hả? Bên đây Toshiba. Toshiba này 17 triệu 900 cũng như 18 triệu đi. Ủa sao cái này nó rẻ dữ vậy ta? Kim bài chứ, đây con đó luôn. À, hàng kim bài hả? Cái con này hàng trưng bày nó rẻ nè, nó chỉ có cái này có tiết kiệm điện không ta? Tủ này thì nó sẽ hao điện tí nha, khoảng cái mấy. Mẹ thích cái tủ màu xám hơn cái tủ màu đen. Cái tủ màu đen của con á là con nhà con xài kỹ được, còn nhà mẹ nó bố vô xong mày thấy nó. À, cái ý mẹ nói là cái kiến á ha. Ừ. Cái này không phải kiến, cái này là kiến nè. Mẹ thích cái tủ này nè. Kiến này nó nhà con thì con xài được, nhà mẹ hai thằng cháu nội nó cứ ịn tối. Chị kệ đi, chịu khó lao. Chứ giờ cái kính nó sẽ đẹp hơn. Cái này của Aqua. Bốn cửa. Hai cửa thôi. Cái này là nó nặng điện hơn kiến. Mẹ như chuẩn bị mua xong rồi đi qua bên chùa cho nên mặc bộ đồ làm luôn. Con này thì nó con đi lựa tủ lạnh rồi mới đi chùa. Con này tiết kiệm điện. Hồi nãy đi bán. Dạ. Này, đâu cha? Vô đây tha hồ mà lựa nha. Ờ, con đang xài cái này. Awa, nó đó. Phải không? Để rồi chứ mua Awa đúng không? Trời ơi, mua rồi mà còn quên nữa đó em. Hai cánh gì à? Bốn cha. Nó có thiết kế ngăn cô và ngăn ẩm riêng đó chứ. À. Vậy làm chưa? Dỡ tủ lấy đồ hả? Đâu có dỡ tủ làm gì đâu. Bốn, vậy mà hồi nãy giờ hỏi ngăn nhà đá. Hiệu xài hiệu gì không nhớ luôn. Ngăn đá dưới cũng như. Nè. Nhưng mà có vẻ làm như cái tủ này nó nhỏ hơn cái tủ kia ha ta? Nhỏ hơn. Cái tủ này bao nhiêu lít anh? Bốn tủ mấy. À, đúng rồi, nhìn nó nhỏ hơn tủ hồi nãy. Nhìn nó nhỏ hơn. Hồi lúc con mua là 18 triệu mấy á. Mà bây giờ nó giảm còn 17 triệu kìa. Có một cái thằng này cũng 456. Mà có cái nó lấy nước ngoài. Thôi thôi. Không thích lấy nước, lấy đá gì chứ. Chỉ đơn giản thôi. Có thằng nào thông minh hơn nữa không? Thông minh hơn thì nếu dòng EV3 nó hơi cao hơn nè.
Cha thích lấy đá không? Mà nhà lấy đá thấy nó lù bù lắm. Nó lại nó nhặn tối ngày đó về hư luôn cái cục đó. Nó gớt đá tới ngày. Ở nhà có cái bình lọc nóng lạnh đó mà không dám ghim luôn á. Không dám xài. Hai ông nhà quậy lắm. Chứ cũng đang xài qua, thấy nó cũng ok nhưng mà thấy cái tủ kia thích hơn là tại vì nó rộng hơn kìa. Nó to hơn kìa. Cái tủ này hết sức luôn nè. Ông nghĩ là nhà để đồ nhiều thì cha nên mua cái này đi. Tủ này nó đang có chương trình hội tạo đơn hàng có vòng quay chứ, giảm thêm 300 hoặc 500. À. Có vòng quay luôn á cha. Tặng vòng quay luôn. Tặng vòng quay đang quay chứ. Tặng này mấy trăm, 500 mấy hả? Dạ, năm theo số liệu của nó là 500 mấy. 500 mấy. 509 mấy. Điện năng nó nhiêu vậy? Thằng này điện năng nhiêu? Dung tích tổng của nó là 596 lít. Wow. Cái điện năng nó bao nhiêu? Điện năng gọi thử ơi, điện năng nó nhiêu vậy? Hiện chứ nhìn thấy nó to lắm mà. Nó tới gần 100 mấy quá, thằng này nó nặng nữa chứ. 596, kia có 400 mấy à. Thôi dung tích tổng thôi chứ. Dung tích đẹp không? Con thì con thích cái này. Mẹ anh sao? Mẹ thích cái nào? Bốn cánh thì nó hơi màu mè quá, bốn cánh thì nó tùm lum lu bu quá. Bỏ không biết đường kiếm, công điện. Cái này nó to hơn nhiều. Con này không to hơn cái con đâu. To hơn chứ cha. To không? To hơn. Còn cái con 400 mấy cái này 500 mấy. Dung tích lớn sao hơn mà. Bây giờ tôi thích cái màu này nè. Mẹ tôi thích màu xám hả? Màu xám nó có hàng mới không anh? À giờ nó cắt mẫu rồi hả? Mẹ thích màu xám. Cái này cái kiến mà nó có xét thằng này nó bị nổ sao nó bị nổ. Đúng nha. Rồi. Nó như tụi mình chẳng như. Thằng này nổ. Cái đó nó sẽ nổ. Con kiến không có. Rồi lấy kiến nó chán kính vậy nữa nó đỡ. Thì cái kiến thì nó cũng vẫn xét, nó xét bên này mà nó không có cái mặt. Mặt trước nó vẫn đẹp, nó có xét chăng mà nó. Còn thằng kia nó nổ cái mặt trước luôn. Nhưng mà giờ đa phần là người ta xài kính không mẹ, ít có. Với thằng này bây giờ cái mẫu nó mới. Kính thì nó mẫu nó mới hơn. Mẫu này nó rồi. Vậy là cái thằng này xài có một chấm mấy điện năng hả? Một ký 2 nhưng mà... Một ký 2 hả? Nhưng mà có cái là khi mà nó đủ độ lạnh đó, thì nó sẽ giảm công suất xuống cho không xài cái ký. Vậy là chay mẹ chốt con đó hả? Ừ chốt. Chốt con đẹp. Con đó thì con thấy con thích rồi. Con không chơi, con đang chơi nếp kìa. Con chơi nếp mới giữ. 4 ngày đó hả? 8 ngày. Đâu coi. Của 8 mấy giảm 4 mấy hả? Ui giảm dữ vậy? Thằng này nó dầm thằng này là ok nhất. À lấy đá lấy nước á hả? Thôi cháu cha ngại nhận không biết nhiêu quận. Nhiều chức năng quá. Ngài chắc nó nhận không biết nhiêu quận. Thằng này đã nói là dòng này là ok nhất, có nào rẻ hơn quá hả? Bài này, bài này giá cạnh. Bài này không có mấy chức năng, nó cũng ba mấy. Gì đó hả? Ờ thằng này là mắc nhất, dòng này mắc nhất. Ba cánh à? Cái con này là nhà con đang không bên đây nè. Bên đây đang xài nè, cái ao qua hổng hình như em này cũng bán cho con hay gì nè. Con nào? Con này nè, con này dãnh về còn 17 triệu nè. Hồi đó con mua 19 vô mấy luôn? Gần 19 triệu á. Thì đó, gần 19 triệu á. 18 cũng 999 gì nè, nó dính tùm lum gì đó. Cái này là bao nhiêu lít ta? 400. Ủa con mua con mua có lấy đá không? Không có tủ con. Không không, con lấy đá. Tủ này nè, đây nè, nó nè. Bên này lấy đá hai cái này giá hay gì? Hai cái này nó khác nhau chỗ lấy nước. Con không có thấy thích lấy nước lấy đá thì vô nhà cũng có rồi. Đâu cần đâu, có mấy ừ, mấy nóng lạnh này. Cái đá nó không nhiều. Không. Nó hẹp hơn cái của cái cha. Nó nhỏ hơn mà, nhỏ hơn cái 100 lít mà. Cái kia thì mà mắc hơn 3 triệu hả? À, cái này 17 cái 20 mắc hơn 3 triệu, cái to hơn. Thôi mua cái kia đi, quyết định đi. Đúng rồi cô. Vậy mày lấy cái này luôn phải không? Rồi vậy lấy cái đó đi. Rồi lấy cái đó đi. Vậy mẹ cha đưa mẹ qua bên chùa luôn hả vậy? Lấy cái nón với cái khẩu trang trong xe ra cho con. Cha mở cốp xe ra lấy nón với khẩu trang cho con ơi. Như đói bụng quá chắc phải vô ăn một tô cháo thôi. Làm cho em tô cháo đi chứ. Với lại một dĩa quẩy luôn đi. Một cái quẩy nha.
Chám thì tô nhiêu chứ hả? 5.000. Lúc trước hình như chứ bán có 10.000 tô đúng không? Đúng rồi, hồi chứ lên hồi thịt lên giá tới giờ. Lúc mà thịt lên giá 100, 120 rồi đấy ha. Đúng rồi. Chứ lúc trước là tô có 10.000. Dễ ăn lắm. Ăn lâu dữ rồi đúng không? Dạ ăn lâu dữ rồi. Ăn từ lúc mới mở tiệm tới giờ. Một cái quẩy bao nhiêu chế? 5.000. Ồ, cũng dễ ăn. Tô cháo với cái quẩy luôn là 20.000. Lúc trước á, chị bán tô cháo là có 10.000 thôi. Thịt cũng như vậy nè. Rồi sau thì chị bán 15.000, lý do là thịt đồ lên giá cho nên chị phải bán giá lên một chút mới có lời. Một cái quẩy như vậy. Một cái quẩy như vậy mà có 5.000 thôi nha. Rất là rẻ luôn. Lúc nãy là như rủ cha với mẹ đi ăn mà cha bảo là sáng đi lên khám bệnh á là cha ăn rồi, rồi mẹ thì ăn ở nhà rồi. Lúc nãy là như chở mẹ lên, cha thì sáng đi sớm rồi, cha ở trên này cha đợi mẹ. Như thì ăn ở nhà rồi, như thì mới thức dậy à, chưa kịp ăn gì hết. Ngủ cha với mẹ đi ăn mà cha mẹ nó hơi gấp qua chùa mua vừa xong tủ lạnh. À, hầu như quên nói nữa, lúc nãy mua tủ lạnh á, cái khúc xào mua luôn cái máy lạnh luôn. Cái máy lạnh với tủ lạnh lúc trước á là mua một lượt. Bây giờ thì nó cũng dở trứng một lượt luôn. Nó hư một lượt luôn. Ngủ chai với mẹ đi ăn, giờ mẹ ăn rồi, như đói quá. Cha mẹ gấp đi rồi, như qua đây như ăn luôn. Trước là chị bán cháo chỉ có 10.000, rẻ lắm nha. Nhất là buổi sáng. Buổi sáng. Buổi sáng mà người ta đi làm là người ta ăn nhiều. Như đi giấc này là gần 11 giờ. Lúc đi thì đi với mẹ, nhưng mà một chút thì về mình nên. Chở mẹ lên đây. Mẹ nói là đi chung lửa với mẹ. Kiểu như mẹ thì đó giờ không có lên mạng, nó không biết cái nào xài nó im. Nên thôi con đi chung với mẹ đi. Cái máy lạnh ở nhà nó ăn điện lắm luôn, mà tới đồ điện tử nó kiểu như nó mà nó chịu hư á, với lại nó hao điện rồi là nó bị hoài. Vậy là đốc dữ lắm á, cái mẹ mới chịu mua chứ không thôi mới chịu mua. Bởi là thôi kệ, nhà có xài được rồi mua chỉ cho tốn tiền. Mà người lớn tuổi hay gì đó nha, người lớn tuổi hay kiểu vậy á, tiết kiệm á. Đồ gì còn xài là cứ xài hoài. Cái tủ lạnh cũng vậy nha. Nó kiểu như là nó cứ không có được lạnh hung á, không có được đông đá hung á. Nhưng mà không bao giờ là chị mua cái mới. Đó là thôi xài được cứ xài đi. Nhưng mà nó cứ sụt lụi hoài. Cháo no mới về nhà được chứ, để không thôi đói chịu nổi.
11 giờ. Mình ngủ cha với mẹ. Cô đang phở. Nhưng mà hai vợ chồng ăn rồi. Không chịu đi. Còn biết nhiều, có 5 ngàn. Ăn hết. Ở chỗ này là cháu Cương. Cháu chị chủ tên là Cương. Ủa cái bảng, bảng đâu rồi mình? Chưa con thấy cái bảng mà về dẹp cái bảng á. Ngang với lại tòa án Nam Căn luôn cả nhà. Ngang với tòa án này, dễ kiếm á. Tòa án nhìn xéo xéo qua là thấy liền. Ở nhà mình có ăn thử ghé không? Ăn nha. Chị chủ dễ thương. Nhắc giờ mà 11 giờ như mới được ăn. Lúc thức dậy là 8 giờ mấy. Cái là sửa soạn. Sửa soạn rồi xong xuôi hết. Là 9 giờ mấy. 9 giờ mấy lên tới đây mua đồ xong là 11 giờ. Nào giờ vì ghét ăn cái bánh chú quẩy lắm luôn, vì nói là nó không có mùi vị như chân xào ăn, không ngon, nhưng mà các chị ở đây làm ngon. Mình ăn mình mê. Nó kiểu như nó dai dai, giòn giòn, bánh nó thơm. Cả nhà có gì lên đây ăn thì ghé ông hậu chị á, chị đối diện với lại tòa án, đứng từ bên tòa án nhìn qua là thấy chị. Mình tính tiền xong rồi mình đi về nha, bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo vào lúc 7 giờ tối hàng ngày nha.